kính chào bà con, hôm nay thì thấy đã mở miệng để mà cạo đầu mùa cạo sớm luôn, Thì lá bây giờ nó cũng còn non, thì thấy toàn dùng cạo miệng kéo trước khi lá già, cái chuyển sang đục thì thấy cũng cạo cạo bỏ luôn, xả bỏ cho nó nhanh đó, là khoảng ba bốn dao rồi xả bỏ luôn còn cái dao mà có mũ á, thì mình đóng máng mình à, lấy mũ luôn thì bây giờ ngày hôm nay thấy ơi, sử dụng cái thuốc là tám tác động hả bà con thì cái loại này thì nó rất là tốt nó vừa à, kích mũ mà nó vừa dưỡng nó giúp mềm à, và cái cái độ dưỡng nó rất nhiều à, nó sẽ mũ sẽ bền à, sẽ không bị khô miệng và nó sẽ cái miệng da da cạo nó sẽ mềm nha bà con thì nó giúp cây là, là khỏe mạnh khơi thông à, mạch À, dinh dưỡng để tạo mũ, rồi tăng sản lượng mũ, ổn định độ mũ, tăng khả năng trao đổi chất, ổn định dịp lục, giúp cây luôn xanh mới, mềm da, mềm miệng cạo, tăng khả năng tổng hợp protein, từ đó cây phục hồi nhanh chóng. Rồi, ngày hôm nay Thế cũng chia sẻ ngắn với bà con ha.